em, mình là Kiên Bô Tôn. Ở cái clip lần trước mình có chia sẻ với anh em cái clip mà hướng nghiệp đó. Thì cái clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách rửa xe. Đó, đây là cái biển hiệu ở cửa hàng mình đây. Đó. Thì trước tiên chúng ta sẽ nói về đôi chút về cái ngành nghề rửa xe này. Ở cái clip lần trước ấy thì cũng theo cái đông đảo anh em có hỏi mình và mình sẽ tư vấn cho anh em để có thể là mở một cái cửa hiệu rửa xe hay là làm về xe máy liên quan đến ngành nghề xe máy đó. Thì clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ với anh em cách mà rửa xe. Nhưng để anh em rửa xe thì trước tiên anh em phải có dụng cụ rửa xe đã. Ok. Ok, để chuẩn bị cho cái công việc rửa xe để kiếm tiền hàng ngày cho anh em đó. Thì đây là mình có lôi cái máy của mình ra đây thì cũng là nhân tiện là mình lau chùi luôn. Và cũng là cái clip này mình chia sẻ với anh em. Để tiếp theo cái clip lần trước ấy, mình có làm cái clip mà hướng nghiệp theo đông đảo anh em có hỏi mình đó. Đó. Thì ở đây là mình có một cái máy rửa xe của dòng Z Plus. Và đây mình có bình bọt. Ok, thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ luôn. Đây thì mình mới bỏ ra lau chùi. Cái máy này của mình cũng sử dụng được vài năm rồi, nó cũng cũ rồi đó. Đây là mình xin chia sẻ luôn về cái thương hiệu của nó là Z Plus. Con mã của cái máy này là mã F5000 nha anh em nhé. Đó, model F5000. Vốn kế nó sử dụng là 220 và 50Hz. Công suất của nó là 2,5 kW. Công suất nén của nó sẽ là 5 đến 12 mpa nhé. Còn cái này của nó là 600 lít trên 1 giờ. Đó. Ok, đây là hình thức bên ngoài của cái máy của nó. Đẩy ra đẩy vào rất là tiện anh em nhé. Mình sẽ cho anh em coi một vòng. Ở đằng sau này nó sẽ có một cái công tắc tắt bật này này. Nhờ con máy này thì mình cứ bật nó suốt ngày đêm luôn. Đó. Ok. Mình phải di chuyển nên là máy nó hơi rung. Đây là hình thức bên ngoài của nó. Và bây giờ là mình sẽ mở hình thức bên trong của nó ở đây. Thì cái này mình để ở trong cái góc ở trong kia nên là cũng bị chuột nó chui vào và nó trèo lên, nó cũng hơi bẩn. Đó. Đây là hình thức bên ngoài của nó. Cái này thì nó làm hay hơn những cái dòng Lutean là không có những cái này anh em nhé. Cái này khi anh em bóc cò thì nó sẽ tự động chạy máy. Và anh em nhả cò thì nó sẽ tự động ngắt máy anh em nhé. Cái này nó sẽ rất là hay này. Một số anh em đầu tư những cái máy dòng Lutean thì nó không có những cái chức năng này. Thì anh em lại phải độ chế thêm cái công tắc tắt bật từ xa bằng điều khiển đó. Thì đây là các cái thông số kỹ thuật nó. Của nó là cũng là dùng đầu 2010 anh em nhé. Piston to. Đó. Thì cái này thì mình cũng không chuyên về cái này lắm nên là mình cũng chỉ chia sẻ bằng hình ảnh cho anh em thôi. Còn những cái jack kết nối của nó là đều là jack kết nối nhanh cắm cút anh em nhé. Ở đây là vặn gen. Đó. Dây của cái thằng này là dây bố sắt 3 lớp dài 15m. Có súng đỏ hoàng như anh em sử dụng. Đó. Thì đây là hình thức bên ngoài của nó đấy. Và bên cạnh đó thì anh em có thể sắm cho mình thêm một cái bình bọt như này. Đây, cái bình bọt này của mình cũng dùng khá là lâu rồi, nó cũng dỉ rồi. Thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà pha bọt như thế nào cho nó ok. Đó. Thì cái này là sẽ sử dụng một cái vòi đây. Đó. Thì cái này thì mình cũng không chuyên về cái mảng này lắm cho nên là mình sẽ sâu một vòng cho anh em coi cái bình bọt ở đây. Đó, nó chỉ hình thức bên ngoài nó chỉ như này thôi. Cái bình này lúc mình mua là 1,5 triệu anh em nhé. Đó, còn cái máy này là mình mua là 7 triệu. Ok, đây là hình thức bên ngoài của nó. Nếu như anh em mà có thể lựa chọn để sử dụng một cái máy rửa xe, như ở đây mình có sử dụng một cái máy rửa xe và cái quán rửa xe này của mình thấy dùng cái máy này rất là ok. Trước khi mình mua cái máy này mình đã tìm hiểu một vòng rồi. Dây nguồn của nó đây anh em nhé. Dây nguồn của nó dài khoảng 2m. Dây rất là to anh em nhé, to như dây máy hàn luôn. Đó. Thì cái thương hiệu Z Plus này thì mình đã sử dụng và mình cảm thấy là rất là ok, rất là ngon. Máy chạy rất là êm. Đó. Thì bây giờ là mình sẽ lôi dây điện ra đây, mình cắm điện để cho anh em nghe cái tiếng máy chạy không tải nhé. Ok, thì mình đã lôi được cái dây điện ra đây rồi. Và bây giờ là mình sẽ bật cho anh em coi nhé. Cái tiếng chạy của nó không tải cũng rất là êm. Đó, công tắc ở đây. Ok, nó phun nước ra đây. Đó, thì cái này
nó chạy rất là êm anh em nha. Đây là mình dí luôn ở chỗ cái đầu mà đang chạy đây. Ở đây nó cũng không tắt tắt bật này. Đó. Thì cái này là khi anh em bóp cò xuống để mình tắt cái máy đã. Chạy lâu không có nước là nó sẽ hỏng đấy. Ok. Thì khi ở đây có một cái khẩu súng theo máy của nó. Cái khẩu súng này của nó rất là dài, nó dài gần 1 mét luôn. Thì mình làm thấy vương quá là mình cắt ngắn lên đi rồi. Đó, thì khi anh em bóp cò như này thì cái máy nó sẽ tự động chạy và anh em nhả cò ra nó sẽ tự ngắt nhé. Đó. Nó cũng giống như một số cái dòng máy mini, rửa ô tô mini, à rửa xe máy mini ấy, thì nó có những cái chức năng đấy. Và đây thì có những cái đầu phút mà anh em thay nhanh. Đây, anh em chỉ cần kéo cái đầu này xuống là anh em có thể rút cái này ra. Đó. Ở đây cái màu đỏ ở đây nó sẽ là đầu không độ. Ở đây thì mình có 3 đầu. Và một cái đầu màu vàng ở đây thì nó ghi là 15 độ. Và một cái đầu màu xanh ở đây thì mình hay sử dụng nó là đầu 25 độ. Đó. Thì 25 độ nó sẽ là độ xòe của cái vòi. Còn cái này là sẽ là tia trụ. Tia này chỉ bắn gầm thôi anh em nhé. Còn những cái tia này mới là tia xả và tia rửa. Đó. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về cái bình bọt ở đây. Thì để sử dụng được cái bình bọt này thì anh em có thể là sử dụng bằng dầu rửa bát. Hoặc là anh em có thể sử dụng những cái chai nước rửa chuyên dụng ở đây. Như mình ở đây mình có những cái chai, cái can chứ anh em nhỉ. Đó, cái can plus Plat, thương hiệu Plat cũng khá là nổi tiếng anh em nhé. Nó hương cam, mình nói nhầm Plat. Đây nó có những cái chỉ số không được uống. Cái này thì không ai uống nữa. Đây nước rửa xe bọt tuyết anh em nhé. Đó. Còn cái phần tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà pha cái thằng này vào cái bình bọt ở đây. Xem là cái tỷ lệ của nó pha như thế nào để ra được cái bọt tuyết và đẹp nhất, bông nhất cho anh em nhé. Đó. Mình lưu ý với anh em là cái này anh em pha một lần có thể là dùng được rất là lâu. Bởi vì cái bình này nó lâu hay không nó phụ thuộc vào cái lượng khách anh em rửa. Và anh em nên sử dụng như cho mình cái bình bằng inox này. Thứ nhất là anh em kể cả anh em có thể để hàng tháng ở trong này nó cũng không bị rỉ nhé. Còn nếu như anh em mà mua cái bình bằng sắt ấy, chỉ để được tầm 2-3 ngày thôi là nó đã rỉ đỏ rồi. Cái bọt nó xì ra nó sẽ ra màu đỏ chứ, màu rỉ ấy, anh em, chứ không phải là màu bọt trắng nữa anh em nhé. Ok. Đó, thì để mình gắn những cái bộ này vào đã. Và tí nữa là mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà pha cái kia. Đó. Thì đây là cái vòi của nó đây nha anh em nhé. Cái vòi bố của nó, vòi chuẩn theo máy của nó luôn. Cái tỷ số nén của nó chịu được nó là 2750 PSI. Đó. Đây có cái khẩu súng của nó đây. Cái dây này của nó rất là ngon anh em nhé. Và mình lưu ý anh em luôn là khi mà anh em đi chọn mua máy ấy, nên sử dụng cái loại mà vặn bằng gen ở đây nhé. Chỗ này là vặn gen và cũng không nên sử dụng những cái loại cút nối nhanh. Ví dụ như cút nối nhanh là gì? Là ở cái đầu như thế này này. Đó. Ở cái đầu này thì anh em chỉ có kéo xuống và thả cái đầu vòi rửa ở đây là xong. Nó không bị cử động nhiều, nó không bị xoay đi xoay lại nhiều. Nếu xoay đi xoay lại như này nhiều thì nó rất là nhanh hỏng nhé. Tại sao mà thế? Bởi vì khi anh em rửa ấy, cái vòi nó sẽ bị xoắn. Cái vòi nó xoắn thì cái này nó sẽ xoay theo. Và cái đấy nó cứ xoay đi xoay lại nhiều ấy thì nó sẽ nhanh hỏng cái cút kết nối mẹ con. Đó. Thì anh em nên sử dụng cái loại mà vặn gen như này nó rất là bền nhé. Để không phải hay đi sửa cái đầu ở đây. Đó, đây là cái lưu ý khi mà chọn máy. Và ở trên thị trường có rất nhiều những cái loại máy rửa xe khác nhau, đắt rẻ có. Đó, thì ở đây mình sử dụng một cái máy gọi là rửa xe máy chuyên nghiệp và rửa ô tô bán chuyên nghiệp anh em nhé. Còn những cái máy Lutian mà kể cả dòng này nó có những cái máy rất là to, những máy công suất mà 3kW hay là 5kW, những cái máy đấy là dành cho rửa ô tô chuyên nghiệp anh em nhé. Thì ở đây thì mình muốn hướng tới là anh em sử dụng những cái máy mà rửa xe máy chuyên nghiệp và rửa ô tô bán chuyên nghiệp đó. Ok, với cái giá thành đầu tư ban đầu nó cũng không phải là cao. Đó, ví dụ như lần trước là mình có nói là cái máy rửa xe này bên mình là mình có mua có 7 triệu, cái bình bọt 1,5 triệu đó. Nếu như anh em mua cái máy nén khí đây, mình đây thì cái máy nén khí của mình đây, ở trong này là mình để rất nhiều đồ bừa bộn nên mình rút cái dây điện này ra đây. Đó, thì đây là cái máy nén khí bên mình. Thì cái máy này mình mua được 5-6 năm nay, nó cũng cũ rồi. Đó, thì cái máy này hiện giờ trên thị trường nó thì rơi tầm 5 triệu thôi anh em nhé. Đó, thì cái vốn ban đầu anh em đầu tư ra để
sử dụng một cái bộ rửa xe như này, cái vốn nó không phải là cao. Còn ví dụ như cái tiền mà nhà xưởng các thứ anh em đầu tư nọ kia thì cái đấy là mình cũng không nói. Nhưng mà cái vật cứng để mà anh em có thể rửa xe thì nó chỉ như thế này thôi. Đó. Và thêm nữa là anh em có thể sử dụng những cái vòi này đây. Những cái vòi này đây. Đó. Còn những cái vòi này, ví dụ như vòi này anh em rửa xe thì anh em sẽ nên sử dụng cho mình cái đầu bằng nhựa đây này. Đó. Còn cái đầu bằng sắt thì nếu như anh em rửa xe thì nó hay bị gì đó. Ok, thì tí nữa thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà pha nước bình bọt và rửa cái xe. Ở kia thì mình có một cái xe của mình này. Thì hôm nay thì trời nó vừa sáng ra còn sớm nên là cũng chưa có khách rửa xe, thì mình sẽ làm cái clip và hướng dẫn anh em luôn. Ok. Ok anh em, sau khi mình đổ nước vào đây, cái bình này của mình là bình 30 lít anh em nhá. Thì ở đây mình đổ áng thử ở đây nó rơi tầm khoảng 15 lít ở cái vạch hiển thị ở đây này. Thì ở đây là mình đã đổ dung dịch plat vào dung dịch rửa xe kem bọt đấy vào cái ca ở đây. Thì ở đây nó có vạch 1.6 lít này, 1.4 lít mình đổ ở giữa là 1.5 lít anh em nhé. Thì anh em sẽ đổ cho mình theo tỷ lệ là 1:1 anh em nhé. Ở cái can kia thì nó sẽ hướng dẫn anh em là đổ theo cái tỷ lệ của nó là 1:10, thì có nghĩa là một xà phòng ở đây, một cái dung dịch plat ở đây và 10 lít nước. Nhưng anh em không nên đổ như thế anh em nhé, đổ như thế là nó hơi bị loãng, đổ như thế thì nó có thể là tiết kiệm cho anh em, nhưng anh em không nên đổ như thế. Thì tại sao là mình sẽ nói ở cái clip tiếp theo ấy, mình sẽ hướng dẫn anh em cách mà xịt cái xe và rửa cái xe và phụt cái bọt lên. Ok, đó, như vậy là xong rồi. Thì để mà tan được cái bọt ở trong này ra ấy, thì bây giờ anh em sẽ làm cái này cho mình. Anh em sẽ sử dụng cho mình cái vòi mà có cái đầu số 0 ở đây, cái trụ. Anh em cắm thẳng vào đây, anh em xịt sốc vào trong này nhá, để nó đánh tan bọt trong này luôn, để nó tan cái xà phòng trong này. Đó, nó lên bọt đi rồi anh em ơi. Ok. Bây giờ anh em khóa van vào. Đó. Cái cách pha này rất là đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách xịt cái xe lại nhá. Xong rồi và tiếp theo là sẽ là xịt bọt. Ok anh em, sau khi là mình đã cho xà phòng, cho cái dung dịch bọt tuyết ở trong này rồi, mình đã cho nước pha vào đâu đấy rồi, thì bây giờ anh em sẽ cắm vòi hơi vào đây nhá. Anh em sẽ mở van lên. Đó. Ở đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em luôn cách chỉnh đồng hồ đấy. Đó. Thì khi anh em chỉnh cái đồng hồ ở đây ấy, thì anh em mà muốn nó căng hơi lên thì anh em sẽ cho vặn vào. Đó. Đấy, thì nó kim nó sẽ lên. Mà anh em muốn cho nó dừng thì nó sẽ vặn ra. Đó. Khi anh em nó đây cái số cân mà anh em cảm thấy ok rồi thì anh em sẽ ấn cái này vào. Đó. Thì khi anh em xả hơi ra ấy, thì cái kim nó sẽ tụt xuống và đường áp nó sẽ lại cho vào đúng những cái số cân ở đây. Đó. Thì thường ở bên mình ở đây sẽ là để từ 2 cân cho đến 2,5 kg nha anh em nhé. Anh em không nên để cao quá. Để cao quá như thế bọt nó bắn toe ra, nó bắn cả vào người mình. Và để thấp quá thì nó lại không ra được bọt. Đó. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ thêm về những cái mà dụng cụ bên mình. Đây, mình để cái súng ở đây đã. Thì cái clip này mình làm thì muốn hướng đến là những cái anh em nào mới làm trong nghề nhé. Đó. Hoặc là các anh em đang có nhu cầu mà muốn mở một cái cửa hiệu và rửa xe đó, mình không dạy khôn ai cả. Đó, cũng như cái clip lần trước rồi, mình đã nói với anh em là mình chỉ tư vấn cho anh em thôi theo yêu cầu của anh em. Ở đây thì mình rửa xe nên mình dùng cái găng tay bông ở đây. Sau khi anh em đã chuẩn bị xong những cái xà phòng, cái nước để mà anh em bôi lên xe để rửa đó, thì chúng ta có thể là ở đây thì bên mình có thêm sử dụng thêm một cái bột như thế này nhé, bột tẩy đa năng, để mình trộn vào cái nước rửa kia. Đó, thì chỉ cần một nắm như thế thôi anh em nhé, trộn thêm vào. Thì cái này thì nếu như anh em có thì anh em cho vào thì càng tốt, còn nếu như anh em không có thì có thể là không cần thiết, thì anh em chỉ cần dùng xà phòng là được rồi. Đó, cho vào đây. Thì dụng cụ rửa này đơn giản thôi, chỉ cần một cái chổi chọc vành này, một cái chổi lông, cái sơ rửa và cái bàn chải, thế thôi. Và một cái vòi xịt nữa, thế là xong. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ quay ra kia để mình xịt cái xe kia. Mình sẽ để đây cho toàn cảnh anh em nhé. Đó. Anh em chú ý cái cách mình lia vòi nhé. Ok. Thì bây giờ là mình để gọn dây ra.
Trước tiên là cái xe của người ta khi mà vào nó đang bẩn ấy, thì anh em sẽ sử dụng cho mình một cái vòi đỏ. Một cái vòi đỏ ở đây nhá. Đó. Cái clip này nó cũng hơi dài dòng, nó cũng hơi nhiều góc quay nên anh em sẽ thông cảm cho mình. Đó. Thì anh em sẽ sử dụng cái vòi đỏ để anh em tia gầm nhé. Cái vòi đỏ này chỉ để tia gầm thôi anh em nhé. Cái máy dòng Lutian nếu như anh em cứ tắt bật như thế này mà nhả này rất là nhanh hỏng nhá. Còn cái này thì nó khi anh em bật bóc cò thì nó máy nó sẽ chạy và anh em nhả cò thì máy nó sẽ ngắt nhé. Ok, sau khi anh em đã bắn gầm xe người ta sạch rồi, cái clip này mình chỉ làm là hướng dẫn cho anh em nhé, mình sẽ không rửa kỹ đâu nhé. Đó, thì anh em có thể là thay cái vòi xanh ở đây. Mình đây là mình sẽ thường xuyên sử dụng cái vòi là 25 độ, đó. Ok, sau khi anh em đã xịt sạch cái xe người ta rồi thì bây giờ tiếp theo là sẽ xịt bọt. Đó. Thì vừa nãy là mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà trộn cái dung dịch bình bọt ở đây. Bây giờ là mình sẽ phụ tử lại nhá. Đó. Anh em thấy cái bọt nó có bông không? Ok, thì bây giờ là mình sẽ xịt toàn xe nhé. Đó, anh em thấy không ạ? Lý do tại sao mà mình khuyên anh em là pha với tỷ lệ 1:1 như này. Mặc dù là lúc đầu pha nó rất là tốn, nhưng khi anh em xịt lên xe như này nó không tốn một tí nào luôn. Anh em chỉ cần xịt một ít bọt luôn, bọt nó bông ở trên xe này. Đó, và anh em có thể lau toàn xe, nó không bị trôi đi. Còn đây là mình phụt quá nhiều luôn thì nó sẽ đọng và nó nặc thì nó sẽ rơi xuống nhá. Còn bình thường anh em xịt ít thì nó sẽ không rơi như này đâu. Đó, bông đúng như tuyết luôn anh em ạ. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tua nhanh cái đoạn rửa này để tí nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp anh em. Cái đoạn rửa này thì anh em rửa như bình thường thôi. Ok anh em, sau khi mình đã vệ sinh xong cái xe, mình đã rửa xong cái xe, mình đã xịt sơ qua cái xe và bây giờ là mình sẽ xịt cận cảnh cho anh em coi.
Đó, thì mình phải để cái máy từ xa này, không có là nước nó bắn vào nhá. Ok, thì anh em sẽ theo dõi mình từ xa. Anh em hãy theo dõi mình cái cách mà mình lia súng anh em nhá. Đó. Thì anh em có thể lia nhanh hay lia chậm, đó là còn phụ thuộc vào cái lia tay quen hay không. Đó, vì đây mình rửa quen rồi thì mình sẽ lia rất là nhanh. Ok. Thì anh em nên chú ý là lia nhanh nhá. Lia nhanh như thế thì khách họ nhìn họ sẽ thấy cái độ chuyên nghiệp của bạn. Đó. Thì cái clip này thì mình làm chủ yếu là hướng dẫn các anh em mà chưa sửa xe bao giờ hoặc là chưa mở quán bao giờ rồi bây giờ là muốn tiếp xúc vào những cái máy rửa xe, và cái công việc rửa xe của các bạn sẽ là công việc chính của các bạn sau này nhá. Ok. Xong đó thì mới xì ở bên dưới. Thế là xong rồi. Đó, chỉ cần như thế là xong rồi anh em nhé. Cái máy nó mạnh thì anh em rửa rất là nhàn. Đó, thì khi bắn một lượt đầu thì nó gần như là đã sạch hết đất rồi. Thì anh em dần xoa xà phòng và đánh rửa. Lượt thứ hai nữa là anh em xịt lại là xong. Đó, bây giờ là anh em sẽ phải xịt khô và lau nó lại. Thì anh em sẽ xịt khô những ổ công tắc trước nhá. Anh em xịt khô và bây giờ là mình sẽ lau khô. Anh em lau khô thì có thể mua những cái khăn mà tím tím như thế này nhé. Hàng màu thì không quan trọng. Cái này thì họ hay bán ở những cái cửa hàng mà bán những cái đồ mà chăm sóc sắc đẹp ấy, dầu gội đầu các thứ mỹ phẩm ấy, thì anh em sẽ mua những cái khăn như thế này lau thì nó rất là ok, giá thành nó hợp lý anh em nhé. Còn những cái khăn mà chuyên sử dụng trong rửa xe thì nó đắt tiền lắm anh em. Thì anh em sử dụng cái khăn này thì anh em có thể lau nó sẽ không ra lông anh em nhé.
cháu một xíu nha. Ok, như thế là xong rồi, rất là nhanh và đơn giản anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ lia qua một vòng cho anh em coi những cái chỗ mà hay bẩn nhất này. Ví dụ dưới gầm máy này, nó hơi tối, đó, những cái chỗ này. Đó, thì anh em có thể là tự vận dụng vào cái cách rửa xe hàng ngày ở nhà. Đó, thì những cái phần đằng trước này nó cũng rất là dơ bẩn này, thì mình đã rửa. Còn cái lít này thì mình cũng không rửa kỹ, đó, vì mình muốn làm cho nó nhanh như anh em coi. Đó, trong phần đầu bò đó. Ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà tẩy rửa những cái đầu bò, ví dụ như những cái xe nào anh em rửa mà nó bẩn quá đó. Đây ví dụ những cái yếm như thế này này, thì mình sẽ hướng dẫn anh em. Ở cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em là tẩy rửa những cái yếm như này nếu như khách hàng có nhu cầu. Và ví dụ như những cái vành mà nó có bị những cái nốt ố gì đây, hoặc là những cái con ốc nó ố gì đây, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tẩy và dùng những cái loại dung dịch như thế nào để tẩy nó sáng bóng. Đó, ví dụ những con ốc ở đây. Ok, cái clip này thì mình đã thực hiện xong rồi. Hẹn anh em ở clip tiếp theo nhé. Ok ạ.